Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Mình là Vi đây. Đó, ngay trước mặt các bạn là bài Dumbo Red Tail hôm trước mà mình có đăng lên đó. Thì ngày hôm nay mình quyết định là sẽ đem bọn này ra hồ ngoài trời để. Tại vì Dumbo Red Tail chúng ta đa số là chúng ta nuôi để xem top view. Top view nhìn từ trên xuống ấy các bạn. Thì như vậy hồ ngoài trời nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và khi mà nắng chiếu xuống á, nhìn nó sẽ lấp la lấp lánh, nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, thì bây giờ mình sẽ đem tụi này ra hồ ngoài trời để nha. Đổi không thử chút xíu. Rồi, ok. Để mình lấy vợt mình bắt. Nè, mình sẽ lấy cái hũ nhỏ này để mình đựng. Tụi này nó ham ăn lắm mấy bạn. Chỉ cần thấy mình lại gần tụi nó bu lại hết trơn. Đó, tới đây mấy con. Nó không một lần vô được cả mớ luôn. Rất là đẹp nha mọi người. Rồi, ok, bắt thêm nào. Nhẹ nhàng thôi nha. Dạ, vô cặp. Con này luôn. Ở đây là chỉ có mình để trong hồ kính vài em thôi. Ở bên dưới còn khá là nhiều. Lì ghê ta. Rồi, bắt được rồi. Ở đây. Đó. Rồi mình sẽ xuống dưới đây bắt thêm vài em nữa. Hút đại đi. Hút thêm cái máy vô. Lên mấy con trống tay bơi nhìn nó đã chút xíu. Ok, thả trước như đây thử có sao nha. Đó, các bạn thấy không? Có nhiều con bụng bầu rất là căng. Vậy mà một cặp có 30 ngàn mà anh em mua chưa hết nữa. Anh em nào mà thích thì ghé mình lựa nha. Đó. Dumbo Red Tail. Đây là gen ribbon mấy bạn. Mấy cặp ribbon mà mấy anh em lựa hết trơn rồi. Rồi, thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn hồ ở đây rồi. Đó, rong bèo nước này đầy đủ nước mình ngâm mấy ngày rồi. Mới hồ này lúc trước mình nó bị bệnh á, mình nó xúc rửa và phơi nắng suốt cả tuần liền rồi. Cho nên giờ sẽ không sao nữa. Rồi, ok. Đó, thì do nước nhà mình là mình xài chung cho tất cả các hồ, cho nên là mình không cần phải ngâm nước nhiều, không cần phải ngâm cá trong nước nhiều các bạn. Đó. Bình thường anh em thả cá là phải thả từ từ nha. Nó do nó lạ nước. Rồi. Cá vô rồi. Nhìn quá phê luôn. Đó, các bạn thấy không? Này. Nước của mình dùng chung cho nhiều hồ cho nên là chất lượng nước nó giống y như nhau à. Cho nên là mình không cần phải thả từ từ vô tại vì nước nó giống y như nhau cái cùng cái độ pH. Đó. Chỉ là khác cái lượng vi sinh hay là cái một số chất hóa học do nước mà nuôi lâu ngày nó ra thêm một số chất hóa học đó. Thì khác một chút xíu vậy nó không ảnh hưởng gì nhiều. Còn thí dụ như là các bạn đem từ nơi này qua nơi khác, ví dụ như nhà bạn này qua nhà bạn khác thì nước nó có thể khác nhau. Thành ra là mấy mẹ bạn phải ngâm từ từ mới thả con cá vô được đó. Ồ, cá quá trời. Bèo này mình vớt bỏ bớt một mớ bên đây luôn nè. Đó. Mình bỏ một đống bên đây luôn. Bên đây còn một ít mình để lại nè. Đó. Bữa đăng lên cho mà không bạn nào qua lấy hết. Có mấy bạn mà xin nhắn tin để mấy bạn đó qua lấy mà rốt cuộc là cũng không qua luôn. Đó. Thành ra là mình mình bỏ ngoài đó một đống vậy đó. Tại vì bây giờ vẫn đang mùa nóng mấy bạn, chưa phải là mùa lạnh.
cho nên là mình không cần phải bỏ nhiều bèo trên mặt nước. Nếu mà mùa lạnh á, thì mấy bạn cần để bèo phủ kín trên mặt nước để tối mà gió nó có lùa thì nó sẽ không làm lạnh nước của chúng ta, làm con cá chúng ta nó sẽ không lạnh đó, nó sẽ ấm áp và nó sẽ không bị bệnh. Tại vì cá mà bị lạnh á, nó sẽ rất là dễ bị lắc, bị nấm. Thì bèo mình hiện tại mình để như đây nhìn cho vui mắt thôi, tại vì mình muốn ngắm cá cho nên mình để ít bèo, nước nó trong trong mà ít bèo nhìn ngắm cá rất là đã. Mình thả đây một đống con, đây chắc là khoảng chừng 7-8 cặp gì đó. Rồi thì lâu lâu mình hồ đổi con thủy nuôi chút xíu. Hồi trước hồ này mình nuôi rồng tím các bạn, mình nuôi rồng tím rất là nhiều ở trong hồ này. Và sau đó thì mình bắt đầu xe cho anh em và xe một nửa mình giữ lại. Và sau đó khi mà mình đi á, mình đi công tác hay mình đi tỉnh này tỉnh kia mấy ngày thì ở nhà con thằn lằn nó rớt vô bên trong, tại vì nó muốn vô bên trong nó ăn cá nhưng mà vô tình nó bị rớt vô và nó không đi ra được. Hình như thằn lằn không biết bơi mấy bạn, không biết bơi nhưng mà vẫn đi ăn cá đó, kỳ cục vậy đó. Nó rớt vô và nó không ra được, thành ra là nước nó bị ô nhiễm, nước bị con thằn lằn nó chết trong đó đó, nó làm thối nước luôn. Thì nước mà thối như vậy con cá nó sẽ bị bệnh và cá của mình nó bị thối thân hàng loạt hết, thối thân hết tất cả luôn. Thành ra bây giờ không còn rồng tím lớn nào hết trơn á, mình không cứu được con nào luôn á. Mình tham khảo trên mạng rất là nhiều và mình áp dụng tất cả các cái cách mà trị thối thân luôn nhưng mà mình đã không cứu được con nào hết trơn. Thì mình đã xúc rửa sạch sẽ và phơi nắng ngâm nước, nói chung là làm rất là kỹ rồi đó, khử trùng này nọ nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ đổi phong thủy, mình nuôi Dumbo Red Tail ở trong này để coi coi nó có phát triển tốt hay không nha. Ở trên này thì mình cũng nuôi Dumbo Red Tail này đó, đây là bầy cá con của tụi bên dưới đó, chói quá ha. Đó, cá con nhưng mà có con bự con lớn, có mấy con nó ăn hết phần của thiên hạ luôn mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy không, là có con nó ra màu đó, ra màu rất bự rồi, có con thì còn nhỏ xíu à. Đó, mấy bạn thấy có con còn nhỏ xíu xíu, mình cũng không hiểu rồi tụi nó tranh nhau ăn cái kiểu gì, mấy con kia chắc là nó bị đẹp luôn rồi quá. Đó, đây mấy con này lên màu tùm lum rồi nè. Đó, đầu tay bơi một bên có một bên không, một bên sáng một bên tối nè, nhìn kỳ cục ha, mà không nhìn vậy cũng hay mấy bạn. Con này tay bơi sáng thì mình thích những con tay bơi sáng như vậy. Rồi ok đó. Rồi cá nó mới vô nó đã hoạt động rất là tốt rồi, nó dí máy nữa mấy bạn. Nếu mà chất lượng nước ổn á thì con cá của chúng ta nó mới dí máy ở trong cái hồ mới, còn nếu mà chất lượng nước không tốt thì khi mà chúng ta đem con cá thả vô trong một cái hồ mới thì con cá nó sẽ giống như bị kích động các bạn, nó sẽ chạy vòng vòng, nó chạy rất là nhanh tại vì cái môi trường nước độc cho nên nó muốn tìm cách nó ra ngoài và nó đổi một cái môi trường mới dành cho nó sẽ không bị hại bởi những cái chất độc đó nữa đó. Thành ra nó sẽ bơi rất là nhanh, nó tìm cái đường đi ra và nó sẽ tìm cách để nhảy ra khỏi hồ luôn đó. Khi mà cá mới về các bạn thấy cá nó nhảy ra khỏi hồ, một lý do có thể là do nước của chúng ta, lý do thứ hai có thể do giật mình. Các bạn bật đèn lên một cái nó giật mình, nó nhảy bắn một cái ra khỏi hồ đó, đó là cái hiện tượng rất là thường gặp luôn. Còn cái về mà cái nguồn nước á thì do có thể là sốc pH hoặc là do sốc nhiệt độ, ngoài ra còn một cái nữa sốc sốc GH. Nhưng mà GH thì mình không có dụng cụ đo cụ thể cho nên là anh em chúng ta có lẽ nếu mà chơi bình thường thôi á thì không cần phải để ý đâu. Sốc GH là sao? GH là những cái thành phần khoáng và những cái hạt nhỏ li ti trong nước. Thí dụ như là các bạn nuôi cá ở dòng sông ở đồng bằng sông Cửu Long đi, miền Tây chẳng hạn. Đó, bây giờ không biết còn nuôi cá được ở đó không? Rồi thì nước ở đó thì nước có nhiều phù sa, có nhiều hạt nhỏ li ti á đó. Thì khi mà các bạn đem cái loại cá đó đem về thành phố Hồ Chí Minh, các bạn dùng nước lọc để nuôi và cái nước nó rất là trong, nó sẽ không có nhiều cái hạt li ti đó, thì thành ra con cá chúng ta nó bị sốc bởi cái điều
thay đổi cái điều kiện môi trường sống đó. Đó, thành ra nó sẽ chết từ từ, sau khoảng cái này nó chết rất là từ từ các bạn, sau khoảng chừng một tuần hay gì đó nó mới bắt đầu chết, nó không có chết ngay đó. Thành ra là chúng ta không biết được tại sao con cá chết, thì nhiều khi nó là do cái nguyên nhân đó. Thôi thì chúng ta không bàn về chuyện cá chết ở đây đó, mình mới thả cá vô thì hy vọng là mấy con cá này nó sẽ phát triển mạnh khỏe và đẻ được nhiều con cho mình ngắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đó, thì anh em nào muốn mua Dumbo Red Tail á thì ghé qua bên chỗ mình lựa nha. 30.000 một cặp. Thì xem ribbon luôn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo.